Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin Việt Nam điều chỉnh chống dịch để giữ sức hút đầu tư nước ngoài. Nhiều nhà máy xưởng sản xuất tại các khu công nghiệp ở miền Nam Việt Nam đang đối mặt với một nghịch lý rằng được mở cửa sản xuất trở lại nhưng lại thiếu nhân lực trầm trọng. Nếu không có biện pháp phòng chống dịch nhất quán, thông suốt từ trung ương đến địa phương để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất trở lại, thì sức hấp dẫn của Việt Nam có nguy cơ bị ảnh hưởng trong bối cảnh Việt Nam cố gắng trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài trong những năm gần đây. Và 3 tháng chống dịch nghiêm ngặt của Việt Nam đã khiến cho hầu hết các hoạt động sản xuất bị đình trệ, đơn hàng không được đáp ứng. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã phải chuyển một phần sản xuất sang nước thứ ba, trong đó rất nhiều đã chuyển sang Trung Quốc. Đây là hình ảnh bà Mary, giám đốc điều hành tổ chức iCham tại phiên họp vào ngày 20 tháng 8 với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về chính sách chống dịch COVID ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Cũng theo khuyến nghị của giới doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp trong nước, chính phủ Việt Nam đã chuyển từ chính sách Zero COVID sang sống chung với virus corona, tức là từ không có COVID thành sống chung. Tuy nhiên, sau 3 tuần mở cửa sản xuất, nhiều nhà máy đã phải hoạt động cầm chừng. Gần 18% trên tổng số 22.000 doanh nghiệp được Tổng cục Thống kê khảo sát cho biết thiếu lao động, riêng ở vùng Đông Nam Bộ là 30,6% và chủ yếu ở trong các ngành sản xuất da giày, may mặc, thiết bị điện tử, máy tính. Trang báo Việt Nam Express vào ngày 23 tháng 10 cũng nêu ra lý do chính là do khó đưa lao động trở lại ở các địa phương, dẫn đến chưa thống nhất việc đi lại, công nhân chưa tiêm chủng đủ vaccine. Hai bất cập này đã được ông Jens, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocham và bà Delphi, Giám đốc điều hành Eurocham nhấn mạnh trong buổi trả lời phỏng vấn với đài FI tiếng Việt vào ngày 6 tháng 10. Hai nhà lãnh đạo này nhận thấy những dấu hiệu tích cực về thay đổi chiến lược trong chống dịch từ chính phủ Việt Nam kể từ tháng 9, khi giới doanh nghiệp nước ngoài gửi đề xuất chiến lược phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực, và đặc biệt là kể từ cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Và đài FI đã đưa ra câu hỏi: thưa bà Delphine, là giám đốc điều hành của Eurocham, sau cuộc họp với đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài vào giữa tháng 9 năm 2021, chính phủ Việt Nam đã thay đổi cách chống dịch từ Zero Covid sang sống chung với virus corona. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư Hàn Quốc vào hôm 14 tháng 9. Eurocham cùng với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ là IMCham và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc KOCHAM và Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN đóng vai trò như thế nào trong quyết định này? Bà Delphine nói rằng, có, tôi nghĩ dĩ nhiên là tất cả chúng tôi đóng một vai trò quan trọng, bởi vì Eurocham đại diện cho hơn 1.000 công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, còn các đồng nghiệp khác như IMCham và KOCHAM cũng đại diện rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, kể cả những công ty không sản xuất. Điều này có nghĩa là liên quan đến rất nhiều việc làm ở Việt Nam. Tiếng nói của chúng tôi đã được lắng nghe. Chúng tôi thường cùng nhau phối hợp hành động để tiếng nói có trọng lượng hơn, vì thực ra các doanh nghiệp châu Âu phải đối mặt với những khó khăn như các doanh nghiệp Mỹ, Hàn Quốc, Anh hay Canada. Ngoài phản ánh những khó khăn lên chính phủ Việt Nam, chúng tôi còn mang lại những kinh nghiệm chống dịch ở nhiều nước để đóng góp cho phía Việt Nam. Ví dụ cách đây 4 tháng, tình hình là như thế này, giờ là như thế này. Và biện pháp hữu hiệu trên khắp thế giới có lẽ là tiêm chủng chứ không phải là 3 tại chỗ. Đây là hình ảnh doanh nghiệp áp dụng 3 tại chỗ, tức là ăn, ngủ và làm việc tại chỗ. Biện pháp ăn, ngủ và làm việc tại chỗ này không thể áp dụng được lâu dài mà chỉ có thể duy trì được vài tuần vì quá khó khăn. Vì thế, chúng tôi đã hành động ở nhiều cấp độ khác nhau. Trước tiên là thông qua tiếng nói của đông đảo doanh nghiệp thành viên ở các phòng thương mại. Tiếp theo là gửi đến chính phủ các chiến lược chống dịch của mỗi nước, trong đó có các nước châu Âu, mà có thể áp dụng được ở Việt Nam. Một hành động khác mà chúng tôi cũng tiến hành, đó là đồng loạt phản ánh đến các chính phủ châu Âu nhằm có thể cung cấp tối đa vaccine cho Việt Nam. Vì thế, đã có rất nhiều đợt viện trợ vaccine cho Việt Nam, nhờ một phần vào những thông tin mà chúng tôi chuyển từ Việt Nam đến Liên hiệp châu Âu. Câu hỏi tiếp theo,
Đợt dịch thứ tư tại Việt Nam gây hậu quả như thế nào cho các doanh nghiệp châu Âu ở đây? Bà nói, chúng tôi đã công bố trên trang web Eurocharm cũng như trên nhiều tờ báo số liệu thăm dò các thành viên. Theo đó, đã có hơn 20% doanh nghiệp đã phải dịch chuyển sản xuất khỏi Việt Nam. Vì thế, phải khẩn trương hành động vì sự dịch chuyển này mới bắt đầu nhưng có thể sẽ trầm trọng hơn trong tương lai. Nhưng từ vài ngày nay, tình hình đã thay đổi. Nhân viên đã có thể đến văn phòng, biện pháp phong tỏa cũng được dỡ, các rào chắn đã được tháo, đi lại dễ dàng hơn. Đây là hình ảnh vòng xoay lăng cha cả tại thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp trở lại sau giãn cách. Và nhiều tỉnh miền Nam đã cho chúng tôi biết là công nhân có thể di chuyển liên tỉnh để đến nhà máy, trong khi vài tuần trước đây là điều không tưởng. Tóm lại, tất cả chúng tôi đều tin tưởng, chúng tôi thấy tình hình đang đi đúng hướng. Dù còn cần phải nhiều ngày hoặc vài tuần trước khi ổn định hẳn, vì chính quyền một số tỉnh vẫn lưỡng lự để các nhà máy mở cửa trở lại. Nhiều biện pháp hạn chế vẫn đang được áp dụng, nên hiện giờ nhiều nhà máy vẫn chưa hoạt động hết công suất. Nhưng chúng tôi hy vọng là tình hình sẽ sớm được giải quyết. Thời gian gần đây, truyền thông Việt Nam lại liên tục có những bài viết như để trấn an công luận là doanh nghiệp nước ngoài không rời Việt Nam. Bà nhận thấy điều này như thế nào? Bà Rosle trả lời, dĩ nhiên đó là một rủi ro rất lớn cho chính phủ, cho nền kinh tế vì nếu các doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Việt Nam. Việc này đồng nghĩa với chuyện mất rất nhiều việc làm. Tôi không nghĩ hiện giờ có rất nhiều nhà máy đầu tư lớn rời Việt Nam, tôi chưa nghe thấy tin này. Ngược lại chắc chắn là có nhiều nguồn đầu tư đã bị thu hẹp hoặc bị khựng lại. Vấn đề đặt ra hiện nay là liệu những nguồn đầu tư đang để treo hay tạm ngừng liệu có được triển khai ở Việt Nam hay sẽ bị chuyển sang một nước khác? Hiện giờ tôi chưa có câu trả lời. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu EVFTA và một năm COVID như thế nào? Hiệp định Thương mại Việt Nam và Châu Âu này chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Hoạt động đầu tư xuất nhập khẩu giữa hai bên cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhờ Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên, hiệp định này có hiệu lực vào lúc châu Âu bị khủng hoảng bởi đại dịch và giờ đến lượt Việt Nam. Đây là hình ảnh người dân khai báo y tế tại một chốt kiểm soát ở Pháp Vân, Cầu Rẽ trong sáng ngày 23 tháng 9 để ra vào Hà Nội. Câu hỏi tiếp theo là thưa ông James, ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Xin ông cho biết tình hình dịch bệnh hiện nay có gây chậm trễ các dự án đầu tư từ cả hai phía Việt Nam và châu Âu hay không? Ông James nói, trước tiên đầu tư theo định nghĩa là dài hạn. Nhiều thành viên Eurocharm là những công ty nước ngoài như Đức, Pháp, Ý cũng đã chuẩn bị để hoạt động ở Việt Nam. Vì thế, họ biết Việt Nam hiểu rằng những biện pháp chống dịch này chỉ là tạm thời dù khắt khe và mọi chỉ số đều tốt cho năm 2022. Năm 2021 có khả năng khó khăn. Đối với năm 2022, tình hình được cho là sẽ khả quan và chắc sẽ không làm hỏng đầu tư dù lượng đầu tư vào Việt Nam có bị giảm. Có thể thấy rõ là vốn đầu tư trực tiếp đã giảm 15% so với năm 2019, có nghĩa là năm trước COVID và dù đã được dần dần vực dậy trong năm 2021 so với năm 2020. Có một chút tiềm năng cho tăng trưởng nhưng các chỉ số hiện chỉ dự báo từ 2 đến 3 điểm trong khi trước đó là 6 điểm. Hiệp định thương mại có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020 nhưng hiệp định đã bảo hộ đầu tư lại chưa có hiệu lực vì còn phải chờ 2 lần phê chuẩn từ phía Liên hiệp châu Âu và từ phía mỗi nước thành viên. Quá trình này còn chưa hoàn thành, các nước thành viên còn chưa phê chuẩn. Vì thế, thỏa thuận bảo hộ đầu tư vẫn chưa có hiệu lực và chưa mang lại những hiệu quả tích cực như chúng tôi mong muốn. Bản tin Việt Nam điều chỉnh chống dịch để giữ sức đầu tư nước ngoài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.